vị và các bạn, Sài Gòn những cái ngày này đang nắng nóng và thời tiết này thì đã lên tận báo Mỹ rồi. Thì hôm nay Tuấn Dương đi ra ngoài đường thì Tuấn Dương cũng phải mang theo rất là nhiều những các cái tư trang, ví dụ như là đây là đeo bao tay để chống nắng, rồi đây là cái mắt kiếng này để chống tia UV, mắt kiếng này để chống tia UV, rồi một cái nữa là cái này là cái khẩu trang này để chống nắng. Thì các bạn có thể nhìn thấy phía trước mặt chúng ta là có một bác hải quê đang nằm ngủ trưa, và nói rằng là bác nằm thấy cũng rất là thương. Trời nắng như vậy nhưng mà phải trông xe gắn máy cho một cái tiệm bán đồ chay. Bây giờ bác vẫn nằm ngủ suốt một lúc rồi, bác vẫn nằm ngủ để nói chung là các bạn thấy rằng là giữa cái trời nắng oi bức như thế này mà phải nằm ngủ thì đó, có một người gọi bác dậy và bác vẫn không có dậy. Thôi chúng ta đi nhé, nhìn thấy rất là thương, buồn ngủ quá mà vẫn phải làm việc, phải trông xe. Đây giờ Tuấn Dương đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Tri Phương quận 10 đấy, đây là góc Nguyễn Tri Phương cắt với đường Bà Hạt. Cây dù cho nó mát. Chúng ta sẽ coi một ngày ông bắt đầu làm việc mới của ông. Bây giờ là lúc rồi bây giờ là gần 3 giờ chiều, ông bắt đầu 14:50, kém 10 phút nữa là đầy 3 giờ là ông mang một cái rổ bánh ra bán. Nhưng mà cái trời nắng như thế này đó mà không có một cái chỗ ngồi nó râm mát thì cũng rất là cực để
chúng ta xem ông sẽ làm nào ạ. Ông treo cái dù lên. Vẫn chưa nghĩ rằng cái cây dù này quá nhỏ để mà có thể che mát được cho ông. Đó, ông đang buộc cây dù lên. Vẫn chưa có người mua hàng. Nắng nóng như thế này thì ăn những các cái loại bánh như ông bán là bánh khấn á thì cũng ăn nó cũng hơi bị khát nước. Đó, ông vẫn đang buộc cái cây dù. Ông buộc cây dù để che cái ô cho nó mát. Thế là chúng ta thấy đối với những ngày mà không có người, tức là ý Tuấn Dương là chúng ta sẽ coi là một cái công việc hàng ngày của ông khi mà tự mình ông bươn trải thì nó như nào. À, bây giờ ông đã bật cái cây dù ra và Tuấn Dương đã thấy có một phần bóng râm ở che được đầu của ông lão rồi. Tuy nhiên thì nắng vẫn hắt vào và nóng hầm hập. Đó thì các bạn có thể thấy là cái cảnh mà mọi người mưu sinh trong nắng. Bây giờ Tuấn Dương cũng đi tiếp rồi. Nay thì Tuấn Dương sẽ đi quay cái cảnh nắng nóng ở Sài Gòn để gửi đến quý vị các bạn. Đây là ngã tư 3 tháng 2 cắt với đường Nguyễn Thị Phương và Thành Thái.
vẫn là của xe gắn máy. Đây chúng ta sẽ đi vào đường Tô Hiến Thành nha các bạn. Nhiệt độ lên tới ở ngoài trời đó là khoảng 39-40 độ và hơn nữa. Đồng thời là đó. Tuấn Dương xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở khúc giao lộ vòng xoay Hòa Bình. Vòng xoay Hòa Bình cắt với đường Ông Ích Khiêm và Lạc Long Quân. Bây giờ là để Tuấn Dương coi xem là mấy giờ à? Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Và quý vị thấy rằng là thời tiết Sài Gòn những cái ngày này thì nắng nóng kinh khủng. Đây đang là ở một cái khúc giao lộ ngã tư, đi thẳng thì sẽ đi hướng về Lạc Long Quân rồi về phía quận Tân Bình đó các bạn. Trời mấy hôm nay nó không có mưa được nên nắng nóng quá. Rất là chậm rãi.
ông thì ông vẫn để ở đấy, bây giờ cho ông ngồi thêm một lúc nữa để bán. Chúng ta sẽ đứng coi để xem là ông cụ ngồi bán đến bao giờ á. Trời vẫn đang rất nắng nóng. Rồi, có một người dừng để mua vé số ủng hộ ông cụ rồi. Một chị dừng để mua vé số giúp ông. Đây, từ từ sẽ cho lùi xe rồi á. Nó đỡ nắng. Đứng để nắng nóng quá. Tiết Sài Gòn thì đang quá nóng luôn. Vé số vẫn đang còn khá nhiều nên là cứ tiếp tục ngồi bán. Nếu không bán hết thì lại phải mang trả đại lý, nhưng mà tuy nhiên thì không ai muốn lấy vé số mà ra mà sau đó lại mang trả đại lý cả. Trôi qua mà có mới chỉ hình như mới có 2 người mua vé số. Bây giờ vé số cũng nhiều người bán lắm các bạn. Đây là bán không có dễ chút nào. Để chuẩn bị trả đại lý.
Đấy, và Sài Gòn thì vẫn nắng nóng, không một chút